Cảm ơn các bạn đã đến với kênh ẩm thực của Yahoo Food. Thank you for your watching Yahoo Food Channel. Bao tử các bạn. Mình bắt đầu mình sẽ trộn sơ luồng bao tử. Đối phần bao tử nó nhớt lắm các bạn, nên vấn đề là khi mà mình thường xuyên mình trộn bao tử là mình sẽ cho vào đây là một cà phê muối. Đối bao tử là mình trụng như thế này các bạn, thì mình sẽ rất dễ làm sạch bao tử, chứ không các bạn mà đưa cho bao tử nó bay nhầy các bạn làm khó lắm các bạn. Mình trụng bao tử xong rồi các bạn, bây giờ mình tắt bếp và bây giờ mình tiến hành rửa bao tử các bạn. Tiếp theo là mình rửa bao tử các bạn. Đây, đây là phần bao tử mình mới luộc. Mình sử dụng một con dao mình nạo các bạn.